Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh chị em, chú bác. Hôm nay mình còn sót lại hai con máy mài, mài hai đá nội địa. Con này là Ryobi ha, Ryobi. Mình quay lên sau là bán y vậy nha. Mấy hàng này mình không có bao ship nha. Ryobi, hàng còn rất là đẹp. Đây nó thiếu hai cái nắp hai bên ha. Là cử đồ đầy đủ. Con này là điện 100V ha. 120W. Đá của nó là 150. Hai bên đá 150. Một bên đá dày, một bên đá mỏng ha. Đây. Đây là máy mài Ryobi nha. Rồi mình test máy ha. Máy chạy rất là êm luôn. Máy chạy rất êm ha. Chớn nó rất là dữ luôn nha các bạn. Rồi con Ryobi. Điện 100V, 150W. Đá của nó là 150 ha. Là 550.000. Đó. Các bạn mua, các bạn đặt cọc cho mình trước mình mới gửi hàng nha. Và mấy hàng này là hàng nội địa Nhật ha. Và mình không có bao phí ship nha. Các bạn mua là các bạn cộng thêm phí ship vô ha. Rồi tiếp theo là cái con con này cũng là chính cống của Nhật luôn này, toàn là chữ Nhật á, nó không có tiếng Anh. Còn mấy con kia còn có tiếng Anh ha. Đó, hàng mình quay lên sao mà bán y vậy nha. Đó, con bên này có nắp nè, bên này thì không có nắp ha. Con này cũng là điện 100V, là 150W ha. Con này 150W, đá của nó cũng là 150 luôn. Đây mình test máy ha. Con này chớm nó rất là dữ nha. Đó. Chạy nghe tiếng gió luôn à. Máy chạy rất là êm. Rồi con này là máy Nhật, là điện 100V, là 150W ha. Rồi, đá của nó 150. Con này là 650.000 ha. Đó, con Ryobi thì 550.000. Rồi bữa nay mình có hai con máy nội địa thôi. Đó, các bạn coi cỡ nào vừa mình xài mình chốt hàng nha. Đó. Rồi, coi như là các bạn lấy hàng này, các bạn đặt cọc cho mình 50% ha, mình mới gửi hàng nha. Rồi xin chào tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn là tuần sau ha.